Và mình sử dụng một vài cái gì mình sẽ nó kể cái file mình sẽ dùng một cái test dạ để tự đi tự lấy điểm dù mình tạo cái file thông tin này ra để chỗ đúng không, xong mình đặt tên cái hàng này đi đi thông tin thì mình sử dụng một file á mình đã view một file á file view cái video thông tin này sẽ lấy họ vào đây thì bút hả ở đây họ đang trong đây tên họ để bút mình gom hai cái dữ liệu lại nên nó số từ trên dưới nha, thì đây là con đây là ví dụ bút của một này rồi là bút hai ha, đây là bút một này bút hai rồi trong video thông tin mình nè mình có cái bút một này hả bút hai hả hai biến nha
Đây là chết cái anh chưa bớt hả? Chưa bớt rồi hả? Để giữ cái này mình sẽ bỏ cái OB đi, KB đi hả? KB được không? KB được không? Cái này gì không? Cái này bớt hả? Được. Được thấy cái mở ra nó sao? Chứ mới mình thấy nó đơn mình có họ ra nè. Mở cái máy đơn mình thấy nè, ví dụ cái hàng nào đó cái điều khiển cái động cơ này lấy chân đồ thì nó đang rơi trong một hồi chứ là học 24 tại giới hạn của này còn chưa 4 nha khác đó, lúc này là nó rơi một hồi là giới hạn là nó rơi một 24 thôi đó. Rồi thấy là chân đồ không có thiêu bớt á thì cái đó nó ra mà chỉ xuất hiện như nào. Thế là sau khi tải cái động cơ là có thể tải hả, nhưng nó ra mình bọt lên khỏi cái gì đạn đầu rồi, cái này duy trì gì đó hoài tới thời điểm này nó kéo chiều nên nó không kéo được luôn hả, cái móc thời gian lâu nó mới gì nó kéo được cái này sai hả, nếu mà không biết là chưa cái này rồi nên bỏ thì lớn rồi hả, nên là bỏ sót cái này đeo ra cái này sai đâu. Vì cái này mình không biết rồi á, vì chỗ anh đi lớn có rồi mới được á, trong quy đi á, còn quý là tiêu hết rồi á, là chỗ anh đi sẽ có cái chiếc cây bê rồi á, chưa? Cái này mình thấy lúc này có anh đi lớn rồi thì cái này là, chứ là sau khi tải cái đầu á, nó sẽ quay về đúng cái gì 400 cái này. Thank you.
cũng được. Yeah.